Một người phụ nữ quá dễ dãi về khoản giường chiếu, các bạn sẽ là những người phụ nữ mà không được tôn trọng, hay nói khác là những người phụ nữ không có giá trị. Nếu nói về giá trị, người phụ nữ sẽ có những mặt sau: một, đó là trí tuệ; hai, có thể là ngoại hình; ba, là cái thân thể các bạn. Thế chưa bạn? Thời buổi hiện đại bây giờ có rất nhiều những người phụ nữ các bạn lên giường rất dễ dàng, rất đơn giản, rất nhanh gọn, đúng không? Và lúc này các bạn sẽ biến thành một người phụ nữ dễ dãi. Mà dễ dãi trong khoản gì tôi không nói, chứ riêng trong khoản giường chiếu thì các bạn là những người phụ nữ không được tôn trọng. Thế chưa bạn? Bạn nhớ này, bản năng của đàn ông là họ thích khám phá, họ thích chinh phục, họ thích thử thách. Nếu như ăn một món gì mà họ không trải qua quá trình thử thách thì món ăn đó cho dù có ngon nhưng họ ăn được họ nhạt thích, họ cảm thấy không thú vị, hoặc thậm chí họ nhanh chán lắm. Có hiểu ý tôi không? Nhá. Nếu như các bạn chọn người đàn ông của mình để